nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phần người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thanh thản. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phần người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Con cháu hiếu thảo hẳn còn là ân phúc trọng đại gấp bội. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì muôn ơn thiêng Chúa dành tặng bà cố dọc dài năm tháng, ơn làm con Chúa và con hội thánh. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho bà cố và gia đình tấm lòng rộng mở, đồng lòng chung tay xây dựng hội thánh qua việc dâng hiến người con yêu trở nên linh mục đời đời của Chúa. Tạ ơn Chúa đã dẫn bà cố theo Chúa trên nẻo đường hiền lành, khiêm tốn, chan hòa tình thương người. Tạ ơn Chúa quá ít. Với những tâm tình ấy,
Chúng ta bước vào thánh lễ trong tâm tình tạ ơn sâu xa, với lời cầu xin thiết tha cho bà cố Maria và cho mỗi người chúng ta. Xin hiến dâng bà cố Maria lên Cha trên trời giàu lòng xót thương. Xin Cha đón nhận bà cố trong hiến lễ của con một Giêsu và đưa bà cố vào quê hương hằng sống. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng và hướng về cuối nhà thờ để đón rước đoàn đồng tế. Con nay trông tìm đến suối nguồn, lạy Chúa, linh hồn con mong mỏi Chúa. Biết cho tới bao giờ con mới được về bên Ngài, hầu chiêm ngưỡng tôn con ăn nay là mắt đẫm lệ, từng phút bao lời trêu ngươi nhạo báng. Nhớ xưa biết bao lần con đã chạy hội lên đền cùng dân Chúa hân hoan. Ai than thở với oán sầu, hồn hơi mau cày trông luôn vào Chúa. Đấng ta vẫn ca mừng, đây Chúa trời đầy nhân hậu, người luôn cứu nguy. Trong đau thương con tưởng nhớ tới Ngài, lạy Chúa, bao vực sâu đang gầm thét, thở cao chút vang dền, con sóng dập dồn tuôn tràn đầy số tâm thân con. Con van xin ân huệ Chúa suốt ngày, lạy Chúa, đêm về con ca mừng Chúa. Đấng con vẫn nương nhờ, sao nỡ bỏ mặc con hoài lần đi giữa thương. Con ngơi đường về, ngắm nhìn nhan Chúa luôn.
nay trông tin đến suối nguồn. Lạy Chúa, linh hồn con mong mỏi Chúa, biết cho tới bao giờ con mới được về bên Ngài, hầu chiêm ngưỡng tôn nhan. Con vẫn sẵn đây là mắt đắm lệ, từng phút bao người trêu người nhạo báng. Nhớ xưa biết bao lần con đã chạy hội lên đền cùng dân Chúa hân. Sao vì ai than thở với oan sầu, hồn hơi mau cày trông luôn vào Chúa. Đấng ta vẫn ca mừng đây Chúa trời đầy nhân hậu, người luôn cứu quý trong thương đau con. Giám mục Xuân Lộc thư phân ưu kính gửi cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, chánh xứ Tân Mai, quản hạt Tân Mai. Cha Vinh Sơn thân mến, được tin bà cố Maria Nguyễn Thị Triền đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 15:30 ngày 20 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi xin gửi đến cha và toàn thể tăng quyến những lời phân ưu chân thành. Sự ra đi của bà cố Maria là một mất mát to lớn và để lại niềm tiếc thương khôn nguôi cho con cháu cũng như tăng quyến. Đứng trước biến cố đau thương này, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Khi còn sống, bà cố Maria đã đặt trọn niềm tin vào Chúa. Giờ đây, xin Chúa thực thi lời người đã hứa mà ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho bà cố. Chúng tôi xin hiệp ý với cha, tăng quyến và cộng đoàn phụng vụ trong thánh lễ an táng để cầu nguyện cho bà cố. Nguyện xin Chúa là cha giàu lòng thương xót đón nhận bà cố vào an nghỉ trong nhà cha muôn đời. Xin người cũng an ủi, nâng đỡ tất cả những người thân yêu trong gia đình để mọi người luôn vững lòng tín thác cậy trông vào Chúa. Thành kính phân ưu và hiệp thông trong lời cầu nguyện. Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Đức cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Đức cố Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc. Gia đình Caritas của giáo phận xin được phân ưu chân thành đến cha Vinh Sơn cùng với toàn thể tăng quyến, đặc biệt với giáo xứ Gia Yên
Cha Thánh Xứ và Cộng đoàn tiếp đón các đấng và Cộng đoàn để cử hành thánh lễ này trong khung cảnh giáo xứ đang có công việc xây dựng nhà Chúa. Nhưng dẫu giữa những bộn bề trong công trình xây dựng, mọi người lại được bù lại bằng tâm hồn sốt sắng cầu nguyện cho cụ cố Maria. Là tín hữu trong gia đình của Thiên Chúa, gia đình của giáo hội, của giáo phận, của gia đình giáo xứ Gia Yên này, tín hữu mong mỏi suốt đời mình, niềm mong mỏi ấp ủ khôn nguôi là được về cùng Chúa. Là con cái như cha Vinh Sơn, cha quản hạt hạt Tân Mai, một cha quản hạt rất nhiệt thành trong tất cả các công việc bổn phận, cùng với Tang Quyến thì đều mong mỏi cho mẹ mình, cho người thân của mình được thông hiệp với Chúa Kitô phục sinh. Và do đó trong thời gian của tuần thánh đã gần tới Tam Nhật vượt qua, và cùng với hội thánh công đoàn chúng ta ngước nhìn lên đỉnh cao của mồi chay Chúa Kitô phục sinh để cầu nguyện cho cụ cố Maria được sớm hưởng thánh nhan Thiên Chúa, thông hiệp với Chúa Kitô phục sinh, phần phúc muôn đời mình ấp ủ. Giáo hội tại thế, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, cầu nguyện cho nhau, hiệp thông khi còn sống và nhất là khi có người con cái trong giáo hội nằm xuống, chúng ta cầu nguyện cho cụ cố Maria trong thánh lễ này. Giờ đây chúng ta khiêm nhường trở về lòng mình, xin ơn thanh tẩy tâm hồn và xin sự bầu cử đặc biệt của Đức Mẹ Maria cho chúng ta được có tâm hồn mới, cho lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên cùng với giáo hội đáng được Chúa chấp nhận. Xót kẻ có tội và là hạnh phúc của các thánh. Trong tình nghĩa nhân loại, hôm nay khi cử hành nghi thức an táng cho tôi tớ Chúa là cụ cố Maria, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa được giữ phần ân phúc với các người Chúa chọn, để khi đã được giải thoát khỏi những ràng buộc của sự chết, tôi tớ Chúa được đến trình diện trước tôn nhan trong ngày sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chức sắc khôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ, tuổi già đáng kính trọng. Không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch, thế cho tuổi già, người làm đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy cũng được cất đi, kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa bình tâm hồn. Vì sự quyến rũ của thú vui vù phiếm, che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ đã chết. Cũng như nơi Adam mọi người đều phải chết, thì nơi Đức Kitô mọi người cũng được ban cho sự sống. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Người đầu tiên là Đức Kitô, sau đó là những người thuộc về Đức Kitô.
vào ngày người lại đến, rồi đến lúc cùng tận là khi người trao vương quốc lại cho Thiên Chúa là Cha. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Vì Thiên Chúa đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Nhưng khi nói mọi sự quy phục thì dĩ nhiên phải trừ ra đấng đã bắt mọi sự quy phục người. Vì khi mọi sự đã quy phục người thì bấy giờ Chúa Con cũng sẽ quy phục đấng đã bắt mọi sự quy phục mình, để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Bethania, Chúa Giêsu biết Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến gặp Marta và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Marta đi đón người, còn Maria vẫn ngồi ở nhà. Marta thưa với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, nếu thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ, con biết thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy." Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại." Marta thưa: "Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại." Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Marta đáp: "Thưa thầy, vâng, con tin thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng đã đến trong thế gian." Đó là lời Chúa. Thưa thầy, thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Kính thưa anh chị em, đó là lời tuyên xưng niềm tin của thánh nữ Marta mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Nhưng đó cũng là lời tuyên xưng niềm tin của bà cố Maria Nguyễn Thị Triền trong đời Kitô hữu, làm vợ, làm mẹ, làm bà trong gia đình. Giờ gửi nắm xương tàn vào lòng đất mẹ, cũng tại giáo xứ Gia Yên thân thương này, ông bà cố đã nêu gương cho con cháu bằng một đời sống hôn nhân trung thành, hết lòng tin Chúa, hết lòng lo lắng cho gia đình, hết lòng giáo dục con cái theo luật Chúa và luật giáo hội. Biết bao nhiêu khó khăn, nhất là sau năm 1975, cay đắng đến nỗi nhiều lúc nuốt nước mắt ngược vào trong. Ông bà cố tảo tần buôn bán nuôi con, dạy con nên người. Nhớ ngày ấy bao nhiêu vất vả, hai ông bà tất tả long đong, một đàn con nhỏ bên hông, nhiều khi nước mắt trong lòng tuôn rơi. Thánh ý Chúa trọn đời tuân giữ, dẫu khó khăn lòng cứ cậy tin. Ngày qua tháng lại hân hoan, giờ ơn Chúa nhờ giờ mùa màng bội thu. Không bội thu sao được, vì 12 người con của ông bà cố giờ khôn lớn thành đạt, giữ đạo tốt lành. Trong đó có một người con làm linh mục, đó là cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, chánh sứ giáo xứ Tân Mai, hạt trưởng hạt Tân Mai. Vì thế nhiều cha cùng lớp hôm nay cũng tụ về dân tánh lễ, vừa cầu nguyện cho bà cố, vừa hiệp thông tình huynh đệ anh em trong lớp.
Cách đây mấy ngày, lúc 15:30 ngày 21 tháng 3, bà cố Maria thanh thản thở hơi cuối cùng sau khi đã lãnh nhận các phép sau hết, kết thúc hành trình 89 năm làm con cái Chúa. Với tôi, thật đẹp khi bà cố ra đi vào giờ Chúa chết, giờ của lòng Chúa thương xót, tay bà cố nắm chặt thánh giá. Và càng đẹp hơn khi bà cố trút hơi thở vào thứ tư, ngày kinh thánh cả Giusa, lại trong tháng kinh thánh cả Giusa, là đứng bảo trợ những người hấp hối mong sinh tỵ. Cuộc đời bà cố như lời thánh Phaolô: tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Vì thế thưa anh chị em, thánh lễ an táng tiễn biệt bà cố hôm nay như là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa toàn năng, gói trọn niềm tin cậy mến chẳng những của bà cố, của gia đình, mà còn tất cả chúng ta hiệp thông trong niềm tin. Cùng với của lễ trên bàn thờ, chúng ta dâng linh hồn Maria bà cố cho Chúa, để nhờ công nghiệp của Chúa Cứu Thế, bà cố được trọn vẹn thuộc về Chúa, được thanh tẩy mọi lỗi lầm thiếu sót mà ca tụng Chúa không ngừng. Cái chết và cuộc đời của bà cố nhắc tôi vài bài học quan trọng. Bài học thứ nhất là bài học cuộc đời mong manh mau qua. Hôm nay chúng ta tiễn bà cố, ngày mai đến lượt chúng ta. Chúng ta không biết cuộc đời của chúng ta sẽ kết thúc lúc nào, như thế nào, khi nào. Chỉ biết rằng thánh lễ hôm nay nhắc chúng ta rằng cuộc đời này ngắn lắm. Mỗi ngày qua đi là cuộc sống dương gian của ta dần khép lại. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những lời mà tôi vẫn rất thích khi chia sẻ trong thánh lễ an táng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói: càng sống nhiều, người ta thấy cái chết càng dễ dàng đến với bất cứ ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống có hẹn hò hôm nay hôm mai, chết không có một cuộc hẹn hò nào trước. Với chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta biết rằng cuộc đời chúng ta mong manh mau qua trong tay Chúa, và chúng ta phải chuẩn bị mỗi ngày. Điều thứ hai mà tôi học được nơi bà cố, đó là muốn chết lành thánh phải sống thánh, sống ơn nghĩa Chúa. Không ai biết ngày đời của mình sẽ khép lại lúc nào, vì thế phải cậy dựa vào Chúa mà sống tốt lành từng phút giây. Cậy dựa vào Chúa để chiến đấu với ba tù, với ma quỷ, với thế gian, với xác thịt. Thánh Phêrô dạy: ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Và chúng ta được mời gọi phải sống trong cuộc đời trần thế với tất cả niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa. Sống tốt lành từng phút giây để những người khác thấy những việc tốt lành chúng ta làm, mà tôn vinh cha chúng ta đấng ngự trên trời. Sách Gương Phúc có những lời rất thấm thía như sau: đôi khi bạn thấy người ta chết, bạn hãy nghĩ một ngày nào đó bạn cũng sẽ như vậy. Sáng thức dậy, bạn hãy nghĩ bạn sẽ không sống đến ngày mai. Hãy sẵn sàng luôn, hãy sống thế nào để giờ chết đến khi bạn đã sẵn sàng. Đừng tin tưởng ở bạn bè thân thuộc, cũng đừng giảng việc phần rỗi lại lâu. Vì người đời quên bạn chóng hơn bạn tưởng. Thà tự liệu kỹ lưỡng cho mình ngay lúc này và sắm lấy đôi việc thiện, còn hơn trông vào người khác giúp. Nếu bây giờ bạn không tự liệu cho mình, mai ngày ai sẽ lo cho bạn? Cái chết và cuộc đời của bà cố nhắc chúng ta phải sống lành để có thể được chết thánh trong ơn nghĩa Chúa. Không sống lành, chúng ta không biết chắc được cuộc đời chúng ta như thế nào.
Bài học thứ ba là sống hiếu thảo với cha mẹ ông bà. Ông bà ta thường nói, có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Càng thêm tuổi, chúng ta càng hiểu công ơn trời biển của cha mẹ, để sống hiếu thảo, để giữ trọn nghĩa gia phong, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Có một tác giả viết những lời rất thấm thía về cha mẹ như sau: đạo làm con đối với cha mẹ là đạo cả đời. Nghĩa sinh thành, công dưỡng dục của mẹ cha bao la như trời như bể. Bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn. Con được phần ngọt bùi, còn cha mẹ chịu phần cay đắng. Miễn con được sung sướng thanh nhàn, cha mẹ cực khổ trăm ngàn cũng cam. Con đi vắng, cha mẹ buồn lo. Con đau ốm, cha mẹ sao xác buồn rầu. Dạy con từ thuở vỡ lòng, mở thông trí tuệ, đến dựng vợ gả chồng, tạo thế làm ăn. Ân sâu nghĩa nặng biết lấy gì đền đáp, thâm ân nuôi dưỡng biết trả mấy cho vừa. Mọi ngày trong suốt năm, mọi ngày trong suốt cuộc đời đều là ngày người con có thể đền đáp công ơn sâu dày của cha mẹ. Đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, mỗi ngày phải là ngày vu lan báo hiếu và là ngày nhớ đến công lao của cha mẹ mà gắng sống cho tốt lành, sống đẹp lòng Chúa, anh chị em trong gia đình yêu thương nhau. Như thế là hiếu thảo, là trả nghĩa cho cha mẹ ông bà. Và như thế cha mẹ có khuất rồi vẫn an tâm, vẫn vui khi thấy con cái giữ đạo tốt lành, anh chị em hòa thuận, yêu thương nhau. Xin cho con noi gương bà cố, đèn đức tin sáng tỏ không ngơi. Sáng danh Chúa trọn một đời, hăng say tận tụy sáng ngời yêu thương. Sống nhân chứng nẻo đường bác ái, trong gia đình con cái hiền ngoan. Đến khi từ giả trần gian, được về bên Chúa hân hoan hát mừng. Thưa anh chị em, và có như thế chúng ta mới thấy lời mà Chúa Giêsu nói với Ma-ta, con có tin điều đó không, là lời mời gọi mỗi người trong chúng ta. Ước gì mỗi người trong chúng ta cũng nói như Thánh Ma-ta trong bài tin mừng: thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Và lời tuyên xưng ấy được tuyên xưng không phải chỉ trên môi miệng mình, mà trong cuộc đời Kitô hữu mình, trải dài trong suốt cuộc đời. Để đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả từ trần thế, chúng ta còn nói lên lời tuyên xưng ấy, lời tuyên xưng vào Đấng đã chịu chết để cho chúng ta được sống, đã sống lại để cho chúng ta được sống muôn đời. Thưa Thầy, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Ở bên Chúa, xin bà cố Maria cũng cầu thay nguyện giúp cho chúng con được sống lành và chết thánh trong tay Chúa. Amen. Chỉ chờ trời một mình thôi.
anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài, cho thi hài người chị em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh, và xin cho linh hồn bà cố được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vị mục tử nhân lành vác trên vai, người chị em này đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Người chị em của chúng con trong tay Cha với niềm hy vọng chắc chắn bà cố Maria sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong đời sau hết. Như mọi người đã chết trong Chúa Kitô, chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho nuôi nữ Cha đi vào sông trong cuộc đời trong qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và giúp chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Mời lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con bật cầu và mừng gửi huyết đàn cho nuôi nữ Chúa, và cùng xin cho chúng con đang còn sống biết được lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con đều toàn thuộc trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Rồi sao chạy khi loài sói tới, người mục tử ở với
sẽ không rời bước bỏ đoàn chiến. Khi gặp cơn nguy biến tới, cánh tay người giữ gìn mọi nơi. Còn nhiều chiến chơi chung đàn như lời đã phán, người hằng chờ hợp nhất ước cho miền sẽ một đoàn chiến. Mong nhờ ơn cha thánh hiền sống ngoan hiền với một trụ chiến. Trước mặt đối phương trên đầu
là dầu Chúa sức, rượu chén con đầy chén. Chúa là mục tư chăn dắt tôi không là còn sợ chi. Tình là tình Chúa thương, ủ ấp cõi đời mãi luôn. Trong đền là đền Thánh Chúa, ngày tháng con bình an. Chúa là mục tư chăn dắt tôi không là còn sợ chi. Tôi đâu là đâu thiếu gì. Chúa là mục tư chăn dắt tôi không là còn sợ chi. Tôi đâu là đâu thiếu gì. Sức an ủi chúng ta đang khi đau đớn lìa xa người thân, vì tin rằng linh hồn người thân của chúng ta bước vào sự sống mới đời đời, và chúng ta sẽ được đoàn tụ cùng nhau mai ngày trên nước Chúa. Vì vậy niềm hy vọng này cũng thúc bách chúng ta, những người còn sống, nỗ lực sống thánh thiện, vì ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của những người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ này làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ được yên nghỉ trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống, chiếu sáng làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh. Và trong ánh sáng chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa năng đã gọi bảo cố ma này về với Chúa. Bảo cố Maria cho đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đầu tiên đã từ gọi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vậy chúng ta xin phó dâng bảo cố Maria cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người, và cho thân xác bảo cố Maria được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho bảo cố Maria chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho bà cô Maria chúng con được sống muôn đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thông hôi, xin thương đưa bà cô Maria chúng con về trời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã cho bà cô Maria chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận bà cô Maria chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúa đã nuôi dưỡng bà cô Maria chúng con trong tiệc mình mau Chúa. Xin thương nhận bà cô Maria chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ bà cô Maria chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đây đã qua đời. Xin cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để khi ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được yên nghỉ muôn đời. Trước khi đặt thân xác bà cố Maria xuống lòng đất an nghỉ chờ đợi ngày Chúa quang lâm, một lần nữa chúng ta cũng dành giây lát thinh lặng để từ biệt bà cố lần cuối. Xin cúi chào tất cả tôi ra đi. Tôi ra đi, đi về nhà Cha dấu yêu. Một lần cuối xin giã từ, một lần cuối xin vĩnh biệt. Vĩnh biệt muôn người tôi dấu yêu. Bao lỗi lầm tháng ngày tôi vương mang, xin anh em xa gần hãy tha thứ cho. Dù đời sống bao yếu hèn, một lần cuối xin cúi đầu kêu cầu ơn thứ tha. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan. Chúng ta cùng dâng một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng để cầu nguyện cho tất cả anh chị em của chúng ta đang an nghỉ nơi nghĩa trang này, đặc biệt với gia đình chúng con nhớ đến ông bà tổ tiên, nhớ đến ông cố cũng đang nằm đất thánh này, cũng như là các em cũng đang nằm ở đây. Chúng ta đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng. Kinh lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng và bà cho cũng là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà đã qua đời được yên nghỉ muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên đêm. Trước khi hạ huyệt một lần nữa, gia đình chúng con hết lòng cảm ơn
cha thánh sứ, cha phó ban hành giáo và cộng đoàn giáo sứ Gia Yên, nơi quê hương thứ hai của chúng ta, bà cố đã hiện diện gần 70 năm qua. Và hôm nay này được chôn vào lòng đất mẹ tại giáo xứ này. Bao những ngày qua, giáo xứ rất vất vả là công tác phục vụ, cũng như là giáo xứ Tân Mai và tất cả anh chị em, chúng ta cũng nhận thấy được có sự hiện diện của cha cố, của quý cha, của quý sơ và tất cả mọi người vì thương mến gia đình chúng con mà đã tiến đưa mẹ con đến nơi ăn nghỉ này. Rồi một lần nữa, trước khi mà thi hài mẹ chúng con được đau lòng đất, chúng con xin hết lòng cảm ơn và con xin thay lời cho tất cả mọi người con cái cháu chắt trong gia đình, chúng con một lần nữa nói lên lòng biết ơn của chúng con đối với mẹ. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Làm sao không nhớ tiếng ru hời từ lúc nằm nuôi, làm sao không nhớ cánh tay mẹ uốn đời tôi. Dù cho tóc trắng mai đầu, dù cho mưa nắng dãi dầu vất vả ngược xuôi, mẹ chỉ mong ước sao tôi nên người. Từng ngày dần trôi, mẹ ban lưng cho trời. Đồng ruộng tàn khô, mẹ ban mặt cho đất. Dù tôi qua vạn câu hát, hầu đêm với ngàn thao thức, ơi biết chăng lòng con nhớ mẹ suốt đời. Ui an trọn kiếp sống, cho tôi xin một câu nói, con luôn yêu mẹ tha thiết, nào biết lấy chi đền ơn dưỡng dục sinh thành. Mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà. Buồn sao vẫn cứ buồn, con vẫn biết mẹ đã đi rồi. Trời ơi trời là bên bờ vui, con sẽ đoàn viên mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Thương mẹ hằng trông đợi suốt một đời vững dạ cậy trông. Mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong. Mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn, con vẫn biết mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà con
con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin con trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái được muôn miền trời ghi tắm trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin nâng chén lộ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an ra khỏi thế này. Chúng con đọc kinh cầu nguyện cho hoặc là thầy đã được lên chôn mọi sự phước thật, được vui mừng mãi đằng. Nhớ cầu cho cha mẹ anh em họ hàng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy lạy Chúa, cho linh hồn bà cố Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin kêu lấy linh hồn bà cố Maria. Lời tình cầu mong qua chốn liên hệ đường sâu bao đường đau ngày đêm ơi, xin thương con tình thương đông ngôi tâm tư này tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.